Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Theo Dòng Lịch Sử. Thưa quý vị, kênh Theo Dòng Lịch Sử phát hành video mới vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Tàu thủy hơi nước của người Việt đã được ra đời như thế nào? Từ năm 1839, đã có hai người Việt Nam chế tạo được tàu thủy chạy bằng hơi nước. Rất tiếc nhiều sách không thấy ghi công trạng của hai nhân vật lỗi lạc này. Một, vua Minh Mạng muốn phát triển công nghiệp đóng tàu. Trong bài văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc, nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu đã miêu tả rất kỹ phương tiện vận chuyển của tàu chiến Pháp. Bữa thấy bòng bong che trắng lốp, muốn tới ăn gan. Ngày xem ống khói chạy đen xì, muốn ra cắn cổ. Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của Huỳnh Tịnh Của giải thích rằng, bòng bong, vải hoặc đệm, buồm may màu trắng là một bức kéo lên mà che nắng, thường dùng cho ghe thuyền. Trắng lốp, trắng bong, trắng quá. Rồi đọc tiếp, lại thấy, kẻ đâm ngang, người chém dọc, làm cho mã tà, ma ní hồn kinh, người hè nước, kẻ ó sau. Chối kệ tàu sắt, tàu đồng, súng nổ. Những từ như tàu sắt, tàu đồng cho thấy thuyền của giặc Pháp lúc bấy giờ đã hiện đại và tất nhiên chạy bằng động cơ hơi nước, do đó mới có ống khói chạy đen xì. Sách Quốc Triều Tránh Biên Toát Yếu của Quốc Sử Quán Triều Nguyễn có ghi lại. Tháng 4 năm Kỷ Hợi 1839, vua Minh Mạng ngự chơi cầu Bến Ngự xem thí nghiệm tàu chạy máy hơi. Khi trước Sở Võ Khố chế tạo tàu ấy, đem xe chở ra sông, giữa đường vỡ nồi nước, máy không chạy. Người đốc công bị xiềng, quan bộ công là Nguyễn Trung Mậu, Ngô Kim Lâu vì cố tâu không thật đều bị bỏ ngục. Bây giờ chế tạo lại, các máy vận động lanh, thả xuống nước chạy mau. Ngài ban thưởng người giám đốc là Hoàng Văn Lịch, Võ Huy Trinh, mỗi người một cái nhẫn pha lê độ vàng, một đồng tiền vàng phi long hạng lớn. Đốc công và bình tượng được thưởng chung 1.000 quan tiền. Vua Minh Mạng truyền rằng, tàu này mua bên Tây cũng được, nhưng muốn cho công tượng nước ta tập quen máy móc cho khéo, vậy nên chẳng kể lao phí gì. Tháng 10 lại chế thêm một chiếc tàu máy lớn, phí tổn hơn 11.000 quan tiền. Vua truyền bộ hộ rằng, ta muốn công tượng nước ta đều biết tập nghề máy móc, vậy nên không kể phí tổn. Có thể Hoàng Văn Lịch và Võ Huy Trinh giỏi nghề, có nghị lực, có tinh thần trách nhiệm nên mới dám đứng xa cáng đáng công việc, và họ đã hoàn thành một cách xuất sắc. Từ thành công này, qua năm sau 1840, hai ông giám đốc này đã cho xuất xưởng thêm 3 chiếc tàu chạy bằng hơi nước nữa. Vua Minh Mạng hài lòng lắm, ngài đặt tên chiếc lớn gọi là Phi Yến, chiếc vừa là Vân Phi và chiếc nhỏ là Vũ Phi. 2. Cử người đi học nghề đóng tàu. Ngoằn nghèo mặt biển, khói mù đen, đích thị quân Tây, diều hỏa thuyền, hư thực lòng Tây, còn chừa rõ, ngàn trùng khắc khoải, dạ nào yên. Đây là nỗi lòng ưu tư của nhà nho cấp tiến Đặng Huy Trứ 1825-1874, một nhà cải cách theo Phan Bội Châu, là một trong những người trồng cái mầm khai hóa đầu tiên ở Việt Nam. Năm 1865, khi đi công cáng với nhiệm vụ thám phỏng Dương Tình, thăm dò xem xét tình hình ở nước ngoài, lúc đến Hương Cảng, ông Trứ đã viết bài thơ trên, và chính ông là người tác động vua Tự Đức cử người đi học về nghề đóng tàu hiện đại. Trong lời tiểu dẫn, chép lại việc nước ta mới đóng chiếc tàu lớn bằng đồng có mái ngầm, ông Đặng Huy Trứ kể lại ngọn ngành tựa như Đại Nam Thực Lục của Triều Nguyễn đã ghi chép. Xin tóm lược. Tháng Giêng 1865, vua Tự Đức sai quan bộ công là các ông Hoàng Sường, Lê Bân và 9 người thợ vào Gia Định trình lên Súy Phủ Tây Dương xin học tập kỹ thuật chế tạo máy tàu thủy. Họ đồng ý nhưng mỗi ngày chỉ cho vào nhà xưởng tham quan chừng 2 tiếng đồng hồ rồi về. Học như vậy chẳng khác gì cưỡi ngựa xem hoa, quá nản, nhưng những người đi học chẳng biết làm sao. Độ tháng sau, có người anh tên là Vị Sĩ Lạc đến nơi ông Hoàng Sưởng than phiền và kể rõ nội tình. May quá, ông này đồng ý dẫn họ qua Hương Cảng học nghề, phiên dịch đi theo là ông Nguyễn Đức Hậu. Ngày 2 tháng 7 1865, khi công cáng sang đây, ông Đặng Huy Trứ có đến gặp họ và viết: ở đây mấy ngày, thấy bọn ông Sưởng tận tâm học tập, tôi rất mừng. Điều thú vị là ông Trứ được mời lên tàu do nhóm các ông Sưởng chế tạo để chạy thử. Ông kể: chạy vòng qua các hòn núi trong vịnh, trông lên bờ thấy cây bay núi chạy rất là nhanh. Hôm ấy cùng chứng kiến có lãnh sự nước Anh, những người có thế lực, người Tây, người Thanh, rất đông, đều hết lời khen.
nước Nam tự cường, tự trị này đã thấy một phần. Bấy giờ, ông Chứ bèn xét hành lý có sẵn, biếu ông Hoàng Xưởng một cái áo lương thuần tơ, màu lam rất quý, ông Lê Bân một lạng bạc, ông Vì Sĩ Lạc 1.000 hạt sen, 8 lạng yến xào, chia cho những người thợ một lạng vàng. Sự kiện này đã tạo ra nguồn cảm hứng văn chương cho ông Đặng Huy Chứ, và có lẽ đây cũng là bài thơ trước nhất ca ngợi tài trí đóng tàu chạy bằng hơi nước của người Việt. Ông Chứ thổ lộ: cái vui mừng không ngờ tới và khó nói hết với ai được, nên làm bài thơ này ghi lại. Nồi hơi, ống khí khéo làm sao, chớp mắt mây bay núi chạy nhào, ngựa nước phút đi trăm dặm thẳng, rồng vàng chốc đã mấy vòng lao. Ngoài vòng chắc đã kinh hồn giặc, nội trị đều khen có trước cao. Cửa bể Thuận An về chạy thử, mặt rồng hớn hở biết giường bao. Thật vậy, ngày 13 tháng 9 1865, chiếc tàu này về đến cửa Thuận An Huế, vua Từ Đức đặt tên Mẫn Thỏa và nó được sử dụng đi đánh dẹp giặc biển. Rồi năm 1866, nhà vua lại sai đóng tàu Thuận Tiệp, năm 1870 đóng tàu Đằng Huy. Chắc chắn, về chiếc tàu chạy bằng hơi nước thuộc hàng Việt Nam chất lượng cao đã khiến vua Từ Đức hào hứng, mãn nguyện lắm. Trước đó, trong bài ký Tàu Ngũ Lợi, ngài cho biết: Đức Pháp tặng ta 5 chiếc thuyền máy đặt tên là Ngũ Lợi và phân tích 5 điều lợi của nó, chẳng hạn: dùng toàn bằng đồng gang vỏ sắt, chế thành nồi đồng, trục máy, vận dụng nước và lửa làm thành ra hơi nước bốc lên, quay máy cán nước làm cho thuyền chạy đi, không cần dùng đến cánh buồm mái chèo, cùng sức người, sức gió mà thuyền vẫn rẽ nước chạy mau là một điều lợi. Trích trong Tự Đức Thánh Chế Văn Tam Tập, Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa xuất bản năm 1973 tại miền Nam. Này, người trong nước cũng đã đóng được, mặt rồng hớn hở biết giường bao là lẽ tất nhiên. Đọc lại những gì sử sách đã ghi, tất nhiên trong lòng mỗi người Việt chúng ta cũng tự hào không khác gì tâm thức người xưa. Tiếc rằng, tài liệu chỉ có thể không biết thêm gì hơn và lấy làm đáng tiếc vì không thể trả lời được câu hỏi mà trước đây nhà sử học Nguyễn Thiệu Lâu đã nêu ra. Các tàu lớn, vừa nhỏ dài rộng là bao nhiêu, trọng tải bao nhiêu tấn, chạy bằng nồi súp re nhưng có cánh quạt hay có guồng, tốc độ bao nhiêu, có thể mắc súng được không và có thể chở được bao nhiêu binh sĩ, ra biển có thể lênh đênh được bao nhiêu ngày mới phải cập bến để ăn than. Kính thưa quý vị và các bạn, để không bỏ lỡ những video mới được phát hành hàng ngày trên kênh Theo Dòng Lịch Sử, quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo về video mới được phát hành. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.